kính chào quý vị và các bạn, mời quý vị và các bạn theo dõi bản tin thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Vĩnh Phúc. Sáng nay, đoàn cựu học viên trưởng an ninh miền Nam E1171 do đồng chí Trương Hòa Bình, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ làm trưởng đoàn đã về thăm trung tâm huấn luyện bộ đội biên phòng đóng tại xã Đồng Tĩnh, huyện Tam Dương nhân kỷ niệm 38 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam. Cùng dự có đồng chí Hoàng Thị Thúy Lan, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh, trưởng đoàn đại biểu Quốc hội khóa 14 tỉnh, đồng chí Phạm Hoàng Anh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, đồng chí Bùi Huy Vĩnh, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, trưởng ban tuyên giáo Tỉnh ủy, đại diện Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng, Bộ Công an. Nơi đồng chí đã từng học tập, tiền thân là trường an ninh miền Nam E1171. Trong những năm tháng chống Mỹ cứu nước, trường an ninh miền Nam đã giáo dục, đào tạo, bồi dưỡng hàng chục nghìn cán bộ an ninh và học viên miền Nam. Với quyết tâm và ý chí sắt đá, tất cả vì sự nghiệp cách mạng, giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước. Nhiều học viên nhà trường đã trở thành cán bộ lãnh đạo cấp cao của Đảng, Nhà nước, tướng lĩnh, sĩ quan trong lực lượng vũ trang. Tiếp nối truyền thống vẻ vang của đơn vị, cán bộ chiến sĩ Trung tâm huấn luyện Bộ đội Biên phòng không ngừng phấn đấu với khẩu hiệu dạy tốt học tốt, công tác tốt, không ngừng đổi mới phương pháp, cải tiến mô hình học cụ, nâng cao chất lượng huấn luyện, đào tạo, xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện. Trong hơn 30 năm qua, gần 2 vạn cán bộ chiến sĩ do đơn vị đào tạo, huấn luyện đã lên đường nhận nhiệm vụ ở mọi miền biên cương của Tổ quốc, góp phần bảo vệ vững chắc chủ quyền an ninh biên giới quốc gia. Sở Tư pháp tổ chức tập huấn pháp luật về giao dịch bảo đảm năm 2020 cho cán bộ, công chức, nhân viên các cơ quan nhà nước, tổ chức tín dụng, tổ chức hành nghề công chứng trên địa bàn tỉnh. Tại buổi tập huấn, các học viên được truyền đạt những nội dung cơ bản và điểm mới của Thông tư số 07 của Bộ Tư pháp hướng dẫn một số nội dung về đăng ký thế chấp quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất. Tập trung vào quy định pháp luật hiện hành về công tác quản lý, đăng ký biện pháp bảo đảm, hướng dẫn kỹ năng, kinh nghiệm cần lưu ý khi thực hiện đăng ký biện pháp bảo đảm. Hội nghị cũng dành thời gian trao đổi, thảo luận, giải đáp những khó khăn vướng mắc cụ thể trong quá trình thực hiện nhiệm vụ tại các cơ quan, tổ chức trên địa bàn. Thông qua buổi tập huấn nhằm trang bị những kiến thức cần thiết cho đội ngũ cán bộ, tổ chức khi thực hiện các quy định của pháp luật về đăng ký biện pháp bảo đảm trong việc giải quyết hồ sơ yêu cầu của công dân, bảo đảm quyền, lợi ích hợp pháp của các bên tham gia giao dịch. Từ đó thống nhất về nhận thức, áp dụng quy định của pháp luật có liên quan, tạo điều kiện cho việc đăng ký được tiến hành chính xác, nhanh chóng, thuận lợi. Qua đó tiết kiệm thời gian, chi phí của xã hội, góp phần bảo đảm ổn định an ninh trật tự, thúc đẩy sản xuất kinh doanh, phát triển kinh tế xã hội của địa phương. Câu lạc bộ liên thế hệ tự giúp nhau ở thôn Đông, xã Lũng Hòa, huyện Vĩnh Tường tổ chức buổi sinh hoạt định kỳ hàng tháng năm 2020. Tại buổi sinh hoạt, các thành viên trong câu lạc bộ đã được nghe báo cáo tóm tắt về quá trình hoạt động của câu lạc bộ kể từ khi được thành lập đến nay. Câu lạc bộ liên thế hệ tự giúp nhau ở thôn Đông được thành lập ngày 16 tháng 6 năm 2020 trên tinh thần giao lưu đoàn kết và rèn luyện sức khỏe cho mỗi thành viên. Kể từ khi thành lập đến nay, câu lạc bộ đã phối hợp với hội người cao tuổi xã tổ chức 2 đợt khám sức khỏe cho các thành viên câu lạc bộ, thành lập các đội bóng chuyền hơi để rèn luyện và nâng cao sức khỏe cho hội viên, đồng thời tạo điều kiện cho các hội viên nghèo có điều kiện để vay vốn phát triển kinh tế hộ gia đình. Buổi sinh hoạt chuyên đề định kỳ được câu lạc bộ liên thế hệ tự giúp nhau ở thôn Đông duy trì hàng tháng nhằm giúp cho các hội viên câu lạc bộ nâng cao đời sống tinh thần, biết tự chăm sóc, giữ gìn sức khỏe đúng cách, đồng thời nắm được chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của nhà nước. Từ đó phát huy vai trò gương mẫu, vận động con cháu thực hiện tốt công tác dân số, xây dựng gia đình bình đẳng, tiến bộ, hạnh phúc. Bảo hiểm xã hội tự nguyện là chính sách nhân văn của nhà nước, được ví như điểm tựa cứu cánh cho những người lao động tự do khi về già được hưởng lương hưu, chăm sóc y tế và chế độ tử tuất. Để chính sách đi vào cuộc sống, Bảo hiểm xã hội tỉnh đã tích cực triển khai các giải pháp phát triển đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện. Sau khi được cán bộ bảo hiểm xã hội huyện Lập Thạch tư vấn tuyên truyền, ông Nguyễn Anh Tuyến, tổ dân phố Vĩnh Thịnh, thị trấn Lập Thạch đã quyết định tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện cho hai vợ chồng. Theo ông Tuyến, bảo hiểm xã hội tự nguyện là một chính sách rất nhân văn của nhà nước dành cho những người lao động tự do như vợ chồng ông, bởi có nhiều mức đóng phù hợp với thu nhập gia đình, hơn nữa còn được nhà nước hỗ trợ nên cảm thấy rất yên tâm. Thì tôi mới được nghe là cán bộ bảo hiểm huyện Lập Thạch tuyên truyền về cái bảo hiểm xã hội tự nguyện nên tôi thấy cái lợi ích này là rất tốt cho những người như lao động chúng tôi. Vì mai kia hết tuổi lao động thì được nhận lương hưu này, được thẻ khám chữa bệnh này. Nếu mà lúc về già mà chết thì lại được mai táng chế độ tử tuất.
nên tôi mua ngay, hai vợ chồng tôi mua và tôi đang vận động nhiều người nữa cũng mua như thế. Chắc là trong tháng này phải được chục người nữa rồi. Năm 2020, Bảo hiểm xã hội huyện Lập Thạch được giao chỉ tiêu phát triển 1.800 người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện. Để thu hút thêm người dân và lao động tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện, Bảo hiểm xã hội huyện Lập Thạch đã đẩy mạnh tuyên truyền về tính ưu việt và những chính sách hỗ trợ của nhà nước, của tỉnh đối với người dân khi tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện. Trong đó, tập trung vận động đối tượng người lao động tự do, những người đã tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc. Khi đến tuổi nghỉ hưu nhưng chưa đủ điều kiện về thời gian, thay vì chỉ được hưởng bảo hiểm xã hội một lần như trước đây, thì có thể đóng tiếp bảo hiểm xã hội tự nguyện và lựa chọn phương thức đóng một lần cho những năm còn thiếu để được hưởng ngày lương hưu. Chúng tôi phối hợp với Ủy ban nhân dân các xã liên tục tổ chức các hội nghị tuyên truyền, không những tại cấp xã mà chúng tôi tổ chức các hội nghị tuyên truyền trực tiếp tại cấp thôn để làm sao cho tất cả bà con đều am hiểu về chính sách bảo hiểm xã hội tự nguyện. Và tại các hội nghị tuyên truyền, nếu có người dân tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện thì đại lý sẽ tổ chức thu tiền ngay tại chỗ. Và về phía cơ quan bảo hiểm xã hội thì chúng tôi hỗ trợ người dân các thủ tục hành chính để làm sao mà cấp sổ nhanh nhất cho người tham gia. Thế thì có những trường hợp là chúng tôi cấp sổ và trao sổ bảo hiểm xã hội cho người tham gia ngay tại hội nghị tuyên truyền. Cái này để tạo cái sức lan tỏa cũng như là sự tin tưởng của người dân đối với chính sách để khích lệ người dân tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện. Vĩnh Phúc hiện có trên 9.000 người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện, tăng khoảng 5.000 người so với năm 2019. Tuy nhiên, toàn tỉnh vẫn còn khoảng 400.000 người dân chưa tham gia bảo hiểm xã hội. Do vậy, để nâng tỷ lệ người dân tham gia bảo hiểm xã hội Vĩnh Phúc sẽ quyết liệt trong chỉ đạo, điều hành và triển khai thực hiện kế hoạch phát triển đối tượng tham gia bảo hiểm, đồng thời giao chỉ tiêu cụ thể cho từng huyện, thành phố, tăng cường tuyên truyền, nâng cao nhận thức của người dân về việc tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện, nhằm hướng tới mục tiêu bao phủ bảo hiểm xã hội toàn dân. Giờ học thể chất tại các nhà trường hiện nay đã có nhiều đổi mới, không chỉ dừng lại ở những bài học thể dục mà đã có sự đan xen các môn thể thao, khuyến khích tính vận động của học sinh, tạo niềm vui, hứng thú qua từng tiết học. Học giáo dục thể chất hiện đã không còn được xem là môn học phụ trong nhà trường như trước kia. Theo từng độ tuổi khác nhau thì tiết học thể dục được xây dựng, cụ thể hóa bằng nhiều hình thức đan xen thêm nhiều môn thể thao. Mỗi thầy cô giáo không chỉ hướng dẫn mà trực tiếp luyện tập cùng học sinh, tạo tinh thần sảng khoái sau giờ học tập. Trung bình môn thể dục 2 tiết một tuần, xây dựng ý thức tích cực vận động cho học sinh. Trường Trung học cơ sở Hợp Thịnh đã thành lập cái câu lạc bộ thể dục thể thao. Trong đó thì nó có các môn, đó là môn cờ vua, môn cầu lông, môn bóng chuyền và được áp dụng trong các giờ học chính khóa. Đồng thời các giờ học ngoại khóa thì các em cũng có tập luyện. Đổi mới cách thức học tập giáo dục thể chất tại các nhà trường theo hướng mở, khuyến khích sự vận động đã mang đến nhiều hiệu quả tích cực, vừa nâng cao sức khỏe, phát huy đúng năng lực, sở trường của học sinh, xây dựng tinh thần đoàn kết và niềm vui mỗi ngày đến trường. Thưa quý vị và các bạn, thực hiện chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc lập lại trật tự hành lang an toàn đường bộ, đường sắt trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2014-2020 và kế hoạch giải tỏa các vi phạm hành lang an toàn giao thông, thiết lập kỷ cương trật tự an toàn giao thông trên địa bàn tỉnh, Sở Giao thông Vận tải đã chỉ đạo các đơn vị trực thuộc và phối hợp với các địa phương đảm bảo hành lang an toàn giao thông. Xác định việc duy trì hành lang an toàn đường bộ đường sắt nhằm đảm bảo an toàn giao thông, giảm thiểu tai nạn giao thông là góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị, kinh tế xã hội, đảm bảo an ninh quốc phòng, xây dựng nếp sống văn hóa ở đô thị và nông thôn theo hướng bền vững văn minh. Sở Giao thông Vận tải đã xây dựng đề án tăng cường quản lý, lập lại trật tự hành lang an toàn đường bộ đường sắt trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc giai đoạn 2020-2025. Theo kế hoạch, sẽ chấm dứt các vi phạm hành lang an toàn đường bộ đường sắt mới phát sinh, giải quyết ít nhất 20% các tồn tại vi phạm. Bên cạnh đó, rà soát, phân loại các điểm giao cắt đường bộ với đường sắt để đầu tư cải tạo, nâng cấp các tuyến đường, giải tỏa các nút giao đồng mức khuất tầm nhìn, kết hợp với đầu tư xây dựng cải tạo, xử lý các điểm đen, điểm tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông, đầu tư xây dựng hệ thống đường gom phù hợp với quy hoạch phát triển mạng lưới giao thông vận tải của tỉnh.